Sếp dễ thương ghê. Đâu rồi, đưa điện thoại T-Bot đây. Hello mọi người. Hello. Hôm nay em xả hàng nhiều mẫu đẹp lắm nha mấy chị em ơi. Chia sẻ like giùm em nha. Áo khoác về được 1-2 mẫu cũng đẹp nè mọi người. Áo khoác về cũng đẹp luôn. Hôm nay em sale hết cho mấy chị em nha. Chia sẻ mạnh tay cái like này giùm em nha. Dép hình như người ta báo em là ngày mai người ta giao vô cho em mấy chị em ơi. Rồi em phải sắp hàng đồ ra nữa. Rồi em lên em like dép nha. Em like chừng 1-2 cái like nữa là nghỉ rồi mấy chị ơi. Tại vì công ty không có nhận giao hàng nữa nha. Đây sếp em mặc dễ thương luôn mọi người. Trời sếp này hôm bữa em bán 145 á mấy chị. Hôm nay em sale mạnh cho mấy chị trên like này luôn đằng sau nè. Ở đằng sau có hình con gấu nữa nè mấy bà. Đó đằng sau hình gấu nó dễ thương ghê không. Xuất sắc. Rồi hôm nay có sếp jean nữa nha. Dép hắt chưa về nha. Dép hắt chưa về nha. Chưa về dép gì hết nha mấy chị em ơi. Rồi đơn dép của em đợt trước là gửi rồi nha em ơi. Năm nay là năm con cọp nha mấy chị. Một chút em lên cho mấy chị mẫu con cọp xuất sắc luôn nha. Rồi đầu like em tri ân cho mấy chị nha. Hàng hôm nay đẹp lắm mấy chị ơi. Cảm ơn bé Thư Ngô nha. Xếp dài về là hơi bị đẹp luôn nha mọi người. Xếp dài về là hơi bị đẹp luôn nha. Rồi em sale cho mấy chị ba set bơm này luôn. Giá mặt chị ai sale lỗ 129 luôn rồi nha. Cho hết ba set này nha. Nha. Rồi em hàng bơm để nặng dí mấy chị 65kg 1m 70kg là phải cao 1m6 65m7 mới mặc vừa nha tình yêu. Rồi set này là hàng bơm nha mọi người. Em sale cho mấy chị luôn. Bơm là em sale hết. Gì vậy đi lấy kiếm gì vậy. Nè. Rồi chị nào lấy set này chốt liền giùm em nha. Comment liền giùm em là set tri ân 129.000. Em nói với mấy chị Tết mà mấy chị đi mua mấy cái set ngố này á mà được vải đẹp như em á. Đẹp như em á mà giá là giá 120-130 là không ai có bán đâu. Em cam đoan với mấy chị luôn. Rồi comment liền giùm em set này nha mọi người. Set tri ân 129 kèm địa chỉ số điện thoại giùm em. Set tri ân 129 giùm em nha. Ngày mai chị em like dép rồi em báo nha mấy chị em ơi. Hàng dép về kỳ này là nhất nách nha. Rồi chị nào lấy chốt liền giùm em. Comment liền giùm em là set tri ân nha. Set tri ân giùm em. Em chưa like dép đừng ai hỏi về dép nữa nha mọi người. Set tri ân giùm em 129.000. Em còn được 2 set bơm xả ra của khách. Chị nào lấy chốt liền giùm em nha. Set tri ân giùm em. Nội bây giờ mấy chị đi mua cáo thun thôi là trăm mấy rồi mấy chị. Riêng em tri ân nguyên set cho mấy chị 129 đầu like nha. Bán 140 tri ân lại có 129 nha mọi người. Comment liền giùm em gấu đen 129 không lấy đựng tiếc á. Gấu đen 129 giùm em nha mấy chị ơi. Rồi em lên cho mấy bà một set dài siêu phẩm nha. Một set dài siêu phẩm đó rồi ta. Đây. Có jean nữa nha. Ê đưa jean đi. Jean này hôm nay jean là bữa bán 106 giờ sale 150 155 nha. Rồi set jean này có đúng 5 set. Em sale cho mấy chị 155 chốt liền giùm em. Chốt liền giùm em nha mọi người ơi. Sơ mi jean 155.000 trời đẹp. Nhất nát. Set sơ mi jean giùm em nha mấy chị ơi. Set sơ mi jean giùm em bao đẹp luôn. 155.000 có 5 set duy nhất. Chị nào không mua đừng có tiếc nha. Comment liền giùm em là set mặt cười jean. Mặt cười jean kèm địa chỉ số điện thoại giùm em. Bao đẹp nha khách ơi. Bà nào lấy chốt liền giùm em đi mấy chị ơi. Một cái áo jean bây giờ á, nhiều shop khác nó bán cho mấy chị cũng mấy trăm ngàn rồi nha. Rồi comment liền giùm em sơ mi nè mọi người ơi. Sơ mi jean 155. Kỳ Duyên có một bộ nè. Yến Lê Hoàng có một bộ nè. Rồi chị nào lấy chốt liền giùm em là sơ mi jean nha mọi người.
Sơ mi jean 155 kèm địa chỉ số điện thoại giùm em. Sơ mi jean 155 nha mọi người ơi. Mấy đơn vậy? Sơ mi jean 155 kèm địa chỉ số điện thoại giùm em, tại vì cái này của chị hay yếu nè. Đưa cái kia đây. Set mặt cười jean cho Yến Nhi có đơn nè. Yến Nhi có đơn nha Yến Nhi ơi. Rồi chị nào lấy chốt liền giùm em. Comment liền giùm em, còn 2 set sơ mi jean nữa là hết. 2 set cuối cùng là hết nha. Chị nào lấy chốt liền giùm em. 2 set cuối cùng nữa là hết 155k. Em nói thiệt cho mấy chị, em bán cho mấy chị mặc Tết cái này là quá rẻ luôn. Set nguyên một set nha em ơi, nguyên một set giùm chút nha. Rồi, comment liền giùm em là set sơ mi jean nha. Qua mã cho mấy chị yêu liền. Em qua mã liên tục cho mấy chị nha. Set mặt cười jean cho Lê My có đơn. Rồi chị yêu nào lấy chốt liền giùm em nha mấy chị yêu ơi. Trời ơi, cầm cái set này mà em gung luôn mấy chị. Ui cái này hôm nay lỡ lỗ rồi. 135 hả chị hai? 135 đi. Trời ơi cái set cái đầu gấu, mấy chị nhớ đầu gấu hôm qua. Sơ mi jean cho Nhi, Nhi là hết đơn. Trời ơi, cầm bộ này lên mà lòng em nói thiệt luôn á, xuất sắc. Định lấy mặt Tết mà không dám lấy. La dép đi đơn rồi em ơi. Rồi, chị nào lấy chốt liền giùm em là set cam Quảng Châu nha mọi người. Em bán 145, hôm nay em sale cho mấy chị luôn 135.000. Comment liền giùm em là set gấu cam. Set gấu cam kèm địa chỉ số điện thoại giùm em. Set gấu cam giùm em nha. Phi size từ 65kg đổ xuống mặt dừa. Rồi, set gấu cam 135, like này em dồn với hôm qua nha đây. Đẹp lắm mấy chị ơi, gần Tết không dồn được nhiều like quá đâu đây. Chị nào lấy chốt, em có 5 bộ duy nhất. Chị yêu nào lấy chốt liền giùm em. Trời, set này hơi bị xịn nha mấy chị ơi. Màu này mặc Tết là mãi đỉnh luôn nè mấy chị ơi. Set gì có 135.000 thôi nha. Mỹ Hân Mai có một set có đơn. Trời ơi, 135. Rồi, dép chừng nào về em báo nha bé Quyên ơi. Rồi, chị nào lấy set này chốt liền giùm em là set cam nha. Gấu cam kèm địa chỉ số điện thoại 135k. Vải nhận về không đẹp trả lại cho em. Vải nhận về không đẹp trả cho em. Thích thì lượng một set nè. Rồi chị nào lấy nó chốt liền giùm em. 135 nha. Bán 145 sale 135. Còn 2 set nữa là hết nha. Lê My có rồi chị ơi. Lê My có gấu cam chưa? Có rồi. Gấu này đúng không hay sao? Không, set gấu cam. Lê My có set gấu cam nè. À rồi em còn 2 set gấu cam nữa là đứt hàng luôn nha mấy chị ơi. Trời ơi, để em lên cho mấy chị set này nha. Năm nay là năm con gì mấy chị? Năm nay là năm con cọp đúng không mọi người? Trời ơi set này, set này em về được có 5 set duy nhất con cọp thôi nha mấy chị ơi. Set này bán nhiêu vậy chị hai? 135 hả? Rồi xong luôn rồi. Set này chết rồi. Xả gì là xong phim đời tôi rồi. Rồi comment liền giùm em đi. Trời ơi, con cọp. Năm nay là năm con cọp nha. Rồi chốt liền giùm em là set cọp nu. Set cọp nu giùm em mặc bộ này nè. Chiều chiều mấy chị mặc đầm sáng đi chúc Tết. Chiều về mặc bộ này ra quýnh bài cho em luôn. Rồi comment liền giùm em là set cọp 135. Vải nhận về không đẹp trả lại cho em luôn nha mấy chị ơi. Em bao mấy chị luôn. Em bao mấy chị từ A tới Z luôn nha. Cọp giùm em Hương Đoàn một set cọp nè. Hương Đoàn nhớ đưa chị lại bộ lỗi nha. Rồi chị nào lấy chốt liền giùm em. Cọp giùm em 135.000. Đẹp quá. Cọp 135 giùm em nhìn nè mấy chị ơi. Set cọp dễ thương ghê luôn á. Màu nu giùm em nha. Vải bao đẹp luôn. Comment liền giùm em set cọp 135.000. 135 định bán 139 em nói thiệt với mấy chị, mẫu này đang hot luôn nha. Hot girl bán 190-200.000 nha. Set cọp nu cho chị Thảo Trinh có đơn. Set cọp cho Mai Mai có đơn. Đẹp quá mấy chị ơi. Set cọp cho Nguyễn Ngọc Mỹ Trinh có đơn. Rồi hết cọp, hết cọp. Hết cọp nha mọi người, còn cọp trắng nha mấy chị ơi. Trời 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 ơi má ơi. Cái màu này là màu
cái màu này là màu đỉnh của Kiều Duyên, mà Kiều Duyên nghĩ sao mà Kiều Duyên sale luôn 135 luôn nè mấy chị. Rồi comment liền giùm em set cọp trắng còn 2 set. Cọp trắng quần cam còn 2 set. Trời ơi, mặc bộ này đừng nói tới luôn nha. Set màu cam cho Phụng Huỳnh có đơn cho em địa chỉ. Set màu cam 135 cho Phụng Huỳnh có đơn nè. Cho địa chỉ số điện thoại. Hương không lấy bộ này nha Hương, đẹp lắm luôn á. Hương Đoàn cọp trắng có đơn. Rồi còn được 2 bộ cọp trắng nha. Cọp trắng giùm em nha mọi người ơi. Nè mọi người ơi, phối set cực kỳ đẹp, hàng Quảng Châu nó đúng phối set cho mấy chị luôn nè. Xuất sắc ghê luôn không? Cọp trắng cho Hồng Phấn có đơn. Cọp nâu em hết nha. Em còn một cọp trắng nữa là hết hàng luôn. Còn một cọp trắng nữa, cọp trắng cho chị Trân Phạm có đơn. Rồi hết cọp trắng nha. Rồi em qua set set này. Set này là mãi đỉnh luôn nè mấy chị ơi. Set này giùm em nha, em bán 160. Hôm nay em sale lại cho mấy chị là cọp trắng chốt cho chị Yến Lê Hoàng có đơn. Để ra đơn qua bên đây. Rồi phi size dưới 65kg mặc vừa nha. Rồi set này hôm nay em sale cho mấy chị em nha. Nè mấy chị nhìn giùm em cái này đi. Chị hai lấy set này mặc đi nào. Rồi mặt cười là mặt cười hàng thêu giùm em nha. Cái quần đó nha, điểm nhấn mà nó làm như vậy nè mấy chị ơi. Rồi set cọp trắng cho Vũ Đạt Nguyễn có đơn, cho địa chỉ số điện thoại luôn. Rồi comment liền giùm em là set dài mặt cười sale cho mấy chị 155.000. Set dài mặt cười sale 155 giùm em. Set dài mặt cười sale 155 giùm em nha mọi người ơi. Dài mặt cười kèm địa chỉ số điện thoại giùm em. Dài mặt cười kèm địa chỉ số điện thoại giùm em nha. Dài mặt cười giùm em có màu trắng quần đen với lại màu hồng nha. Rồi sale cho mấy chị có 1-2 set thôi mọi người ơi. Cái set mặt cười này có 1-2 set thôi nha. Màu hồng thì là quần màu hồng luôn nha. Set mặt cười giải cực kỳ đẹp, cầm nặng tay đẹp luôn nha mọi người. Màu hồng nè, cọp trắng cho Nhi Nguyễn có đơn. Mặt cười hồng nữa nha mọi người ơi. Mặt cười hồng, mặt cười trắng là quần đen giùm em nha. Đây, 100 nhiêu, sale 155 luôn, lỡ rồi. 155 luôn. Rồi, 155 kèm địa chỉ số điện thoại giùm em nha. Chốt liền giùm em để lại bộ màu xanh em mặc nha. Ai vậy? Rồi, một set hồng cho bé Thúy An có đơn nè em ơi. Mặt cười trắng cho Trần Nguyễn Thanh Trúc có đơn nè. Mặt cười hồng cho Yến Lê Hoàng có đơn. Rồi, mặt cười dài bao nhiêu giùm em nha. Mặt cười dài bao nhiêu giùm em nha. 63kg bao vừa chị yêu ơi. Đây, set mặt cười trắng cho Mai Mai. Nào cầm set mặt cười nè. Đã ghê luôn á mấy chị ơi. 155 giùm em nha. Mặt cười trắng cho Mai Mai. Mặt cười trắng cho Yến Nhi có đơn, cho địa chỉ số điện thoại. Mặt cười trắng cho Yến Nhi là hết nè. Rồi set dài mặt cười em còn màu xanh. Màu hồng còn không? Em còn màu xanh với màu hồng nha mọi người ơi. Em còn màu xanh với lại màu hồng giùm em nha. Màu xanh với lại màu hồng. Chị nào lấy màu nào chốt. Màu xanh với lại màu hồng giùm em nha. Ngô Kỳ Phương hết màu màu trắng rồi em ơi. Set mặt cười kèm màu giùm em nha mọi người. 155 ngàn. Nè mấy chị ơi, cái này là in nổi mà quần là quần thêu. In nổi mà quần thêu. Mặt cười trắng em hết. Mặt cười trắng em hết. Trời đẹp quá. Mặt cười trắng em hết. Em còn mặt cười hồng với lại mặt cười xanh nha. 155k kèm địa chỉ số điện thoại giùm em. Rồi chốt mặt cười giùm em qua mã. Chốt mặt cười giùm em qua mã nha mọi người. Rồi cái này là thỏ giùm em nha. Mặt cười trắng em sạch hàng nha mọi người ơi. Dạ vô bật quạt đó luôn, mát nóng quá. Rồi set này bán nhiêu Kiều Duyên? 135 à? 135. Rồi set thỏ nè, 135 ngàn, dễ thương lắm nè. Trời ơi, ai mà không lấy bộ này là tiếc nha. Nè thỏ nè mấy chị ơi, thỏ giùm em nha. Comment liền giùm em là thỏ trắng quần đen. Em bán 145, em sale trên like này cho mấy chị là 135. 135 nha mọi người. Chị nào lấy chốt liền giùm em. Mặt cười xanh cho Phúc Minh Nguyễn có đơn. Có áo khoác chị ơi, chúc em lên nha. Mặt cười xanh nha. Trời ơi, cái mặt cười xanh xuất sắc.
Rồi, ai lấy mặt cười chốt mặt cười giùm em. Rồi comment liền giùm em, bộ này là bộ thỏ nha. Thỏ, thỏ trắng giùm em nha. Dơ mặt cười này nha. Mặt cười nè, quần là mặt cười thêu. Rồi cái áo bên đây, cái áo màu hồng nè, đẹp lắm. 155 giùm em, màu xanh với lại màu hồng giùm em nha mọi người. Rồi chốt cho chị Tuyết Lam một thỏ trắng nè. Mặt cười xanh cho Ngọc Nguyên. Có đơn nè. Mặt cười xanh chuẩn bị hết. Thỏ trắng cho bà gì nè. Lê My có mặt cười chưa? Mặt cười xanh cho chị Lê My một bộ nè chị ơi. Rồi, hello Huyền Tuồn, đi chích về chưa? Thỏ trắng cho chị Hồng Phấn 135 có đơn. Rồi, ai lấy thỏ trắng chốt liền, còn một bộ thỏ trắng cuối cùng nha mọi người ơi. Còn một bộ thỏ trắng cho chị Hà Nguyễn, cho Hà Nguyên cho địa chỉ số điện thoại. Hà Nguyên cho em địa chỉ số điện thoại. Cười xanh cho Ngân Chi Bi có đơn nè. Ngân Chi Bi nhận dép giùm con chưa mẹ? Nhung bộ xanh luôn, ok shop yêu nha. Cái này của bạn em nha, con bầu á. Rồi còn mặt cười hồng nha. Còn mặt cười hồng thôi nha mấy chị ơi. Mặt cười hồng giùm em. Mặt cười hồng giùm em, cái lưng này Nhung mặc được. Rồi em qua một mẫu khác đi mấy chị ơi. Mẫu này bao hot luôn. Cười rất vui. Trời ơi, trời ơi. Đây giá này bên mình còn. Trời ơi mấy chị ơi, 135k comment liền giùm em. Năm nay năm con cọp nha Nhung ơi. Rồi comment liền giùm em nha. Đỏ đô giùm em. Đỏ đô giùm em nha mọi người ơi. Comment liền giùm em là đỏ đô. Set đỏ đô 135 cọp đỏ giùm em đi mọi người ơi. Set cọp đỏ đô giùm em luôn 135. Rồi khách VIP mua lần cái triệu tiền đồ ngố mà sống nịnh má. Rồi chị nào lấy bộ này chốt liền giùm em nha. 135 nghìn giùm em luôn. 135 nghìn giùm em. Trời ơi, đỏ đô giùm em liền con cọp đỏ nha mọi người. 145 sale 135 trên like. Chốt liền giùm em là cọp đỏ nha. Cọp đỏ kèm địa chỉ số điện thoại. Có đồ 70 cân chị phải cao 1m65 giùm em nha. Mặt cười hồng em còn được 2 bộ là hết nha mấy chị ơi. Mặt cười hồng em còn 2 bộ nữa là hết nha. Đây. Mặt cười hồng em còn 2 bộ nữa là hết nha mọi người. 155k giùm em. Rồi chị nào lấy đỏ đô chốt đỏ đô giùm em. Đỏ đô cho bò sữa cho địa chỉ số điện thoại đi chị ơi. Đò, bò sữa cho em địa chỉ số điện thoại. Năm nay là năm con cọp nha. Lấy bộ đen mặc cho Nhung Nguyễn có đơn. 135k cho Nhung Nguyễn. Đây. Chị nào lấy chốt dép em đi rồi chị ơi. Dép em đi rồi nha. Dép em đi rồi nha. Cười hồng cho Ngân Chi Bi có đơn nè. Rồi cọp đỏ cho Thi Thi có đơn. Dồn đơn hôm qua em ơi. Dồn đơn hôm qua nha Ngọc ơi. Dồn đơn hôm qua giùm chút nha. Shop ơi shop ơi, shop chốt cái màu này chưa. Trời ơi. Bộ đang mặc cho bé Linh có đơn. Nè bộ đang mặc ở đằng sau lưng có con gấu bự thiệt bự nha. Mấy bà nói chuyện với tôi đi. Đó. Bé Linh có đơn nha. Bé Linh có đơn cho địa chỉ số điện thoại nha tình yêu ơi. Cọp đỏ cho Lê My có đơn. Rồi còn hai con cọp đỏ nữa là xong nha. Hai bộ cọp đỏ nữa là xong. Bộ em đang mặc là có cái ở dưới có đằng sau lưng là có con ấy nữa nha. Con gấu chứ không phải con cu nha. Ê lộn, con gấu nha. Rồi set này sale nhiêu Kiều Duyên. Bà đừng nói bà sale 155 mà xỉu luôn á. Thôi bán 160 đi. Trời ơi. Trời má ơi. Đỉnh của đỉnh. Đỉnh của đỉnh. Rồi. Ờ ông Nhung Nguyễn mê xanh với đen không mà má. Rồi comment liền giùm em. Bộ này là bộ thỏ xanh giùm em. 5 bộ duy nhất. Thỏ xanh còn 5 bộ duy nhất giúp em luôn khách ơi. 155k sale lớn luôn. 155k kèm địa chỉ số điện thoại giùm em. Trời mấy chị ơi, Tết mấy chị đi ra chợ thành thôi cũng có giá này nữa, uống chi là em đúng không mọi người. 155k nhìn cái quần nè. Nhìn cái quần giùm em nha mọi người.
thỏ xanh giùm em nha mấy chị ơi, 155. Chị Yến Lê Hoàng có một con thỏ xanh nè mấy chị. Vải nè mọi người, vải cực kỳ dày đẹp luôn mấy chị ơi, cực kỳ dày đẹp. Xét ống loe em không có về nha chị ơi. Ngân chi bi có một thỏ xanh rồi, còn hai con thỏ xanh nữa là hết nha. 48kg mặc bao vừa bao đẹp, mặc tới đâu ôm tới đó. Đây đặc biệt đồ ngố em bán nha mấy chị, phơm đồ ngố là áo rộng như vậy nè, mặc cái mu nó không có lòi nha, trên trên cuộc sống nha mọi người. Rồi chị nào lấy chốt liền giùm em thỏ xanh nha. Quần sọc là hơi bị đẹp nha mọi người, quần sọc này là hơi bị đẹp, chị nào lấy chốt liền giùm em thỏ xanh kèm địa chỉ số điện thoại giùm em. Thỏ xanh cho Nhi, Nhi xin dồn đơn nè. Rồi ai lấy thỏ xanh chốt. Xếp sọc xanh cho chị Tuyết Lam có đơn nè. Tuyết Lam có sọc xanh nè. Rồi chị nào lấy nó chốt liền giùm em nha. Sọc xanh kèm địa chỉ số điện thoại giùm em, lên xếp màu đen rồi đi. Thôi lên xếp màu trắng đi. Xếp đang mặc cho Phúc. Trời ơi. Xếp đang mặc. Xếp đang mặc cho Phúc Minh Nguyễn có đơn 135k xếp đen mặt. Đỉnh. Rồi chốt đơn dồn đơn hôm qua nha. Dồn đơn hôm qua giùm em nha khách ơi. Trời ơi bộ này mà ai mua được tiếc. Thỏ xanh. Quỳnh Như cho địa chỉ số điện thoại mới chốt chị ơi. Quỳnh Như cho địa chỉ số điện thoại mới chốt. Rồi chốt cho chị Nhi Nguyễn một thỏ xanh nha chị ơi. Hết. Rồi cái này em sale cho mấy chị lớn luôn. 145 em sale 135. 135 giùm em. Comment liền giùm em bộ này là bộ gấu nâu nha mọi người ơi. Gấu nâu giùm em nha. Đây cái quần nè. Cái quần màu nâu siêu đẹp luôn. Gấu nâu giùm em nha. TK Thùy ơi inbox cho chị nha. Set Moschino đúng không? Rồi ok luôn. Rồi chị nào lấy chốt liền giùm em là gấu nâu Hương. Mua bộ này đẹp nè Hương. Hương ơi bộ này đẹp lắm luôn, giải đẹp lắm luôn nha. Cầm bộ này về nặng tay, đẹp lắm mấy chị ơi. Comment liền giùm em là bộ gấu nâu nha mấy chị ơi. Quần gấu nâu mặc đẹp trắng da lắm luôn. Phúc Minh Nguyễn có bộ gấu bộ đen mặc rồi nha. Thỏ xanh cho chị Nhi Nguyễn rồi nha chị ơi. Cho em địa chỉ số điện thoại chưa. Đây comment liền giùm em bộ này là bộ gấu nâu nha. Gấu nâu 135 cho Mỹ Hôn Mai có đơn. Gấu nâu cho Yến Nhi có đơn. Bầu to mặc thoải mái, trời cái bụng bầu gì cũng mặc được nè. Lấy cái nón bảo hiểm kê vô nè. Nè. Đó. Mấy chị thấy không? Mặc thoải mái giùm em luôn nha, mà không có lòi mu luôn nha. Đó. Hơi bị đỉnh luôn ha mọi người. Rồi chị nào lấy chốt liền giùm em. Đừng lấy nón bảo hiểm nha. Trúc Lê có gấu nâu giòn. Tuyết Lam có gấu nâu. Yến Nhi có chưa? Mấy bộ rồi? 4 bộ. Rồi, gấu nâu cho Vũ Đạt Nguyễn có đơn. Rồi, còn hai bộ gấu nâu nữa là sạch hàng nha. Hai bộ gấu nâu nữa là đứt hàng luôn nha khách ơi. Chị nào lấy gấu nâu chốt gấu nâu giùm em nha. Ai lấy gấu nâu chốt gấu nâu. Gấu nâu cho chị Hà Nguyễn có đơn. Rồi, còn một bộ gấu nâu nữa là hết. Bộ Moschino. Thôi bộ này đi. Trời ơi, cái mẫu này làm mưa làm gió nè. Mà tôi nói thiệt với mấy bà á, để trong kho mà không biết mấy chị. Bán 145 mà bữa đắt ơi là đắt luôn mà không biết. Hôm nay sale lớn mấy chị 135. Hồng Phấn có gấu nâu luôn. Hết. Hết nha, hết gấu nâu. Rồi bộ này hôm nay em sale cho mấy chị là 135k. Comment liền giùm em là Ni Cam nha. Ni Cam 135 giùm em. Ni Cam quần nè mấy chị. Ni Cam 135 giùm em nha. Xếp quần dài em lên liền. Rồi comment liền giùm em là Ni Cam kèm địa chỉ số điện thoại giùm em. Ni Cam giùm em nha. Ni Cam giùm em nha. Gấu nâu em hết rồi chị ơi. Rồi em lên cho mấy chị bộ Moschino nè. Rồi Ni Cam giùm em nha mấy chị ơi. Ni Cam kèm địa chỉ số điện thoại giùm em. Ni Cam giùm em nha mọi người ơi. Gấu nâu em sạch hàng rồi. Còn hàng tối em có lục ra còn thì em để cho mấy chị nha. Rồi chị nào lấy bộ này chốt liền giùm em nha. Đọc tên mới có đơn nha chị Vũ Đạt Nguyễn ơi. Đây bộ này comment liền giùm em Ni Cam đi, đẹp lắm mấy chị ơi. Ai nhận bộ Ni Cam này về cũng ghiền hết đó mọi người. Rồi chốt liền giùm em Ni Cam nha mọi người ơi.
135.000 kèm địa chỉ, số điện thoại giùm em có 5 bộ thôi. Trúc lê có ni cam có đơn. Đỉnh, bộ này đẹp lắm á chị ơi. Nhận bộ ni cam này về mặc cho em liền. Bích Nguyễn có ni cam phi size dưới 65kg đổ xuống mặt dừa. Mặc tới đâu co giãn tới đó. Rồi, ni cam 135, em bán 145 hôm bữa em hỏi Kiều Duyên là còn không? Hết rồi em. Rồi bây giờ lòi ra cục, mấy chị có tức ói máu không? Rồi chốt liền giùm em là ni cam nha mọi người. Ni cam kèm địa chỉ, số điện thoại giùm em 135k trên live hôm nay. Ni cam cho Ngọc Nguyên có đơn. Ni cam Bích Nguyễn có rồi phải không? Rồi chị nào lấy ni cam chốt ni cam giùm em nha mọi người. Bộ này mấy chị phải dành nha. Em tri ân cho mấy chị luôn. 165 thôi, 155k luôn. Comment liền giùm em là Mochino đen. Mochino đen. Ni cam cho chị Thi Thi y ngắn có đơn. Cho địa chỉ số điện thoại đi chị ơi. Chốt liền giùm em là bộ Mochino đen nha mọi người. Mochino đen giùm em đẹp quá. Con gấu xanh dương, áo xanh dương là xanh dương nha. Ni cam cho Thu Dung có đơn. Rồi ai lấy ni cam thì chốt nha. Rồi chốt liền giùm em là Mochino đen nha mọi người. Áo đẹp lắm, 155.000 giùm em. Áo với quần dài nha, 155. Comment liền giùm em là Mochino đen. Mochino đen kèm địa chỉ số điện thoại cho em nha. Mochino đen giùm em nha. Trời ơi, cái áo này đúng đẹp luôn mấy chị ơi. Mochino đen giùm em nha mọi người ơi. Cái này em nói trước nha, mấy chị nào không có đừng có buồn em nha. Cái này em có được 3-4 cái thôi nha mọi người. Thu Dung cho địa chỉ số điện thoại đi em ơi. Rồi, ni cam 135 nha Tuyền Yuri ơi. Rồi, comment liền giùm em là áo đỏ thêu giùm em, sale cho mấy chị 135. Đây nè, nón cực kỳ to nha mọi người. Nón cực kỳ to, hàng 4 túi giùm em. Hàng 4 túi giùm em nha mọi người. Nè, túi trong nè. Túi trong, túi ngoài giùm em luôn. Rồi, chốt liền giùm em là áo khoác thêu đỏ, sale cho mấy chị 135. Khoác thêu 135 nha mọi người. Khoác thêu 135 kèm địa chỉ số điện thoại giùm em. Khoác thêu 135. Rồi qua mã. Trời ơi, set này đẹp nè. Rồi chốt liền giùm em set này nha. 135. Ai lấy chốt liền giùm em áo khoác nha mọi người ơi. Rồi comment liền giùm em là mặt cười hồng. Mặt cười hồng giùm em luôn 135.000. Set mặt cười hồng 135. Chích nè, tối về sốt cho thấy. Rồi, hồng phấn một áo khoác 155, 135 có đơn. Ni cam cho Thanh Tuyền có đơn. Ni cam cho Thanh Tuyền có đơn nha. Rồi. Ok em nè. Rồi, set giòn xét mặt cười hồng cho Phúc Minh Nguyễn có đơn. Một áo khoác thêu cho Quỳnh Như có đơn. Mặt cười hồng cho Phúc Minh Nguyễn. Kiều Duyên ơi làm đi. Quên hàng trong kho không giờ xe với mẹ. Giờ còn nói chuyện. Quỳnh Như cho địa chỉ số điện thoại nha. Rồi ai lấy mặt cười chốt mặt cười giùm em. Xeo cho mấy chị 135 mặt cười nè. Hình là hình giống thêu thêu vậy đó mọi người. Set robot hết về rồi em ơi. Rồi chị nào lấy chốt liền giùm em set mặt cười hồng giùm em nha. Mặt cười hồng 135. Áo khoác thêu còn được 2 cái là sạch hàng. Khoác thêu còn 2 cái là sạch hàng nha. Rồi set này màu xanh luôn nè. Chơi lớn luôn. Rồi set này nè mấy chị ơi đẹp quá. Adidas nè. Adidas về thêm mà về được có 2 set thôi nha. Một màu đen với lại một màu xanh nha mọi người. Sale cho mấy chị 155. Đây. Áo khoác Adidas tem màu xanh giùm em luôn nè mấy chị ơi. Em ở Hóc Môn. Rồi chị nào lấy chốt liền giùm em là Adidas đen hoặc là Adidas xanh giùm em nha. Xanh là màu xanh chuối nha mấy chị em ơi. Xanh là xanh chuối nha. Đây. Màu xanh nữa nè. Rồi ai lấy màu nào chốt màu đó giùm em 155.000 nha. Áo khoác theo cho chị Ngon Lâm Kim Thị có đơn. Kế tân thứ nhì đâu phải nhà chị đâu em. Rồi hết áo khoác thêu rồi nha mấy chị ơi. Đừng đặt nữa nha. Rồi chia sẻ bài giùm em đi mấy chị ơi.
Chị nào lấy hai màu này chốt Adidas nha. Adidas giùm em nha mọi người. Rồi, còn set bộ đang mặc cho bò sữa dồn nè, mặc cười hồng cho Vũ Đạt Nguyễn có đơn nè. Vũ Đạt Nguyễn mặc cười hồng luôn. Nè, em nói cho mấy chị nghe, cái set em đang mặc 135 mà nó đẹp vậy nè mọi người. Mọi người nhìn nè, xuất sắc lắm mấy chị ơi. Quần là quần em đang mặc nha, màu nè, con gấu xuất sắc luôn, nhất lắm đúng không? Hot set robot nha, đằng sau nè mấy chị ơi, đằng sau nè, đằng trước này nha mọi người. Comment liền giùm em là set đang mặc sale 135, set đang mặc sale 135, Adidas đen cho bé Linh, sale phương cho bả 155 đi. Rồi, cái này chốt liền giùm em là Adidas chuối nha, Adidas chuối giùm em, oh my chuối. Đây, rồi, lên bộ màu hồng hay vàng đúng không? Rồi, tôi chơi lớn với bà luôn, màu vàng Moschino, Moschino Van. Tôi là tôi chơi lớn không rồi mấy chị ơi, chứ tôi không có chơi nhỏ. Ủa đâu rồi, Moschino vàng đâu rồi trời. Đây, Moschino vàng. Khoác theo hả, em hết theo rồi, tình yêu nãy đẹp gần chết luôn, mua. Trời, tức bà ghê. Set này em bán cho mấy chị nè, bao đẹp nha. Nè mấy chị, hàng Quảng Châu giùm em nè, thấy không? Rồi, để coi coi. Rồi, sale cho mấy chị set này luôn, 139k. 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 Sale 139 này nhiêu Kiều Duyên? Rồi, sale luôn 135k. Trời, cái màu này nè mấy chị ơi, mặc Tết là hơi bị đáng đồng tiền nha. Comment liền giùm em là Moschino vàng giùm em nha. Moschino vàng, trời nè, bà Hương Đoàn chờ nãy giờ nè, tí tu. Rồi, ai lấy nữa chốt, còn mấy set đùi đẹp lắm Hương ơi, đừng có ra nha. Rồi, ai lấy set này chốt liền giùm em Moschino nha mọi người ơi. Đẹp lắm, cầm một set mà nặng tay luôn á mấy chị. Nè mấy chị coi một set đồ nè của mấy chị nè. Có 135.000 không đủ tiền giải nữa mấy chị ơi. Rồi, chốt liền giùm em Moschino vàng sale 135. 135 kèm địa chỉ số điện thoại giùm em nha mọi người ơi. 135 kèm địa chỉ số điện thoại giùm em. 135 nha. Chị nào lấy chốt 135 giùm em. Mặc cười hồng em còn hai bộ. Lấy em bộ chị đang mặc thanh vi ơi, lấy bộ hồng đi em đẹp lắm nè. Lấy bộ vàng này là mặc Tết nè, đẹp nè má. Lấy bộ giống bộ mặc chị bộ hồng đi. Rồi qua mã nha. Ơi chị hai gấu nâu cờ còn rồi, tôi đây sale luôn. Ừ, 135 luôn. Moschino vàng, em nói rồi, ai không lấy đừng tiếc á. Rồi gấu nâu này sale cho mấy chị luôn 145. Moschino vàng cho Hồng Phấn có đơn. Em nói rồi, còn hai bộ nữa hết, em nói cho mấy chị luôn nha. Mấy chị nào mà nhận cái bộ Moschino vàng này mặc chụp cho em tấm hình nha. Phải nhận xác đúng coi. Cái mẫu này tôi bán cho mấy bà như vậy là rẻ hay là mắc? Tôi tức quá trời á. Rồi, Moschino vàng bấm chai à. Hồng Phấn nè. Rồi Lê My nè. Vũ Đạt Nguyễn nè. Rồi hết luôn. Rồi cái này comment liền giùm em nha. Gấu bự nâu. Gấu bự nâu kèm địa chỉ số điện thoại giùm em. Gấu bự nâu kèm địa chỉ số điện thoại giùm em nha. Gấu bự nâu kèm địa chỉ số điện thoại giùm em. Chị nào lấy chốt. Gấu nâu to kèm địa chỉ số điện thoại giùm em. Gấu nâu to kèm địa chỉ số điện thoại giùm em nha. Gấu nâu to mấy chị ngồi đây đi, nhiều cái mẫu đẹp lắm. Trời màu này nè, Moschino vàng em hết rồi tình yêu ơi. Gấu nâu to giùm em nha khách ơi. Gấu nâu to em còn được một bộ cam nữa nha. Nè em còn một bộ nâu, ba bộ nâu và một bộ cam nữa là hết nha. Nè màu cam nè mọi người, màu cam, còn cái này là màu nâu nha mấy chị ơi. Màu nâu giùm em nha. Đây, đằng sau nha mọi người, đằng trước nè. Vải quần màu nâu là mặc lên bao trắng da luôn mấy chị. Em cầm lên thôi mà cái da em đã trắng như vậy nè. Rồi chốt liền giùm em là gấu nâu nha. Gấu nâu giùm em. Rồi màu này là màu rêu giùm em nha. Comment liền giùm em là khoác thêu. Khoác thêu màu rêu giùm em, sale cho mấy chị 135. Khoác thêu màu rêu 135, chị nào lấy chốt. Khoác thêu rêu 135. Thêu rêu nha mọi người ơi. Móc nào thấy chưa? Đi đường dây kéo là màu rêu luôn giùm em nha. Sale 135.
Mốt chi nồi vàng nãy năng nỉ mua không má nào mua, giờ comment hoài hết rồi. Rồi comment liền giùm em set gấu nâu đi, đẹp lắm. Khoác thêu rêu, hàng là nói hàng thêu là thêu chứ không phải thêu là dán lên đâu nha. Thêu rêu cho tuyết lam có đơn nè, đẹp quá mấy chị ơi. Em có 3-4 con là hết rồi, chốt liền giùm em. Em có bộ chị mặc nha Thanh Vy ơi. Rồi chị nào lấy bộ này chốt liền giùm em. Áo khoác thêu màu rêu nha. Nón là nón to giùm em, 4 túi giùm em nha mọi người ơi. Rồi gấu cam cho Ngân, lâm kim Ngân có đơn. Rồi chị nào lấy nâu chốt nâu giùm em nha. Ai lấy nâu chốt nâu, lấy cam chốt cam giùm em. Ai lấy nâu chốt nâu, lấy cam chốt cam giùm em. Rồi ok chị nè. Rồi bộ này nè mấy chị ơi, bộ này em còn 3 bộ xả bơm cho mấy chị 135 luôn. Còn mất chi nồi vàng đâu, hết rồi. Rồi chị nào lấy bộ này chốt liền giùm em là gấu cam Quảng Châu nha. Full gấu luôn nha mọi người. Em có màu đen còn một bộ nè. Còn một bộ màu đen thôi nha. Rồi màu cam chốt liền giùm em. Màu cam này là cam đất nha mọi người. Cam này là cam nói nha, nói cho nó sang nè. Rồi chốt liền giùm em bộ này sale cho mấy chị 135. Gấu cam kèm địa chỉ số điện thoại full gấu mà hôm nay em sale có 135 là em lỗ. Rồi chốt liền giùm em. Em còn 3 bộ cam, 1 bộ đen nha. Chị nào lấy chốt liền. Ngân, lâm kim Ngân, gấu cam 135 là 2 bộ rồi nha. Này là gấu cam ngói nha. Rồi ai lấy cam nữa chốt cam liền giùm em. Cam hoặc đen giùm em nha, 135 nha khách ơi. 135 kèm địa chỉ số điện thoại giùm em. 135. Rồi áo khoác thêu chị nào lấy nó chốt nha mấy chị ơi. Rồi cái áo này nè, mấy chị nào mà mặc cặp với người yêu á thì hãy mua nha. Còn có người yêu thì mua một cái thôi nha. Em có màu nu, màu trắng, màu đen. Chị chưa? Chị lấy đi, chị lấy đi. Màu đen, màu trắng, màu kem. Shop đang bán 2-300 ngàn nha mọi người. Em bán cho mấy chị một set, một cái áo 3D này thôi á. Về mấy chị muốn mặc quần gì mấy chị mặc. Em bán cho mấy chị set đôi giày 3D này á là 109k một cái. Trời ơi, cái này là lỗ lắm rồi đó mấy chị ơi. Nè, 109k bây giờ đang hot trend nha mấy chị ơi. Màu đen, màu nu, màu trắng. Mua hai cái về là nam nữ mặc cặp được nha mọi người. Em với người yêu em là cặp rồi đó. Rồi còn người yêu em là ai thì em chưa biết. Rồi chị nào lấy chốt liền giùm em nha. Ba len nè, đôi giày ba len giùm em nha. Hôm bữa em đã bán một set cho mấy chị là 150 đúng không? Hôm nay em bán cho mấy chị cái áo mà em bán 109 ngàn à. Trời ơi lỗ văn án đây. Chị nào lấy chốt liền giùm em áo đôi giày nha mọi người ơi. Áo đôi giày này là đang hot nha. Cái dây này là dây cột giày nè. Rồi chốt liền giùm em màu đen hoặc màu nu hoặc màu trắng nha mọi người ơi. Đen nu trắng gấu đen cho Thu Dung dò 135. Trời ơi đưa đôi giày lên comment gấu đen tức ghê. 65kg mặc vừa. Không em ơi. Rồi chị nào lấy chốt liền giùm em nha. 65kg mặc vừa. Anh Tùng mặc áo này vô cho em coi coi. Mặc cho thử coi. Nè cho đếm cho ông anh em mặc vô cho mấy chị coi. Đẹp xuất sắc. Đẹp xuất sắc. Nam nữ mặc cặp được. Trời ơi vừa y luôn mấy chị ơi. Đẹp lắm. Nè nè vô đây cho coi nè. Nè anh quay quay đây vô đây. Đứng đó kìa, đứng nè. Đó kìa. Nè đừng quay mặt. Đây không có quay mặt ra đây nè. Đây nè. Nam mặc nè mấy chị ơi. Mặc với cái quần jean vô nữa là xuất sắc nha. 109k một cái áo. Trời ơi đẹp không mấy chị. Rồi chị nào lấy chốt liền giùm em. Chị nào lấy chốt đơn liền giùm em nha. 109k nha. Rồi áo cột giày đen cho Trần Hiệp nhận đơn hàng em chưa. Áo trắng cho Lê My. Trời ơi dễ đẹp đúng không. 109 hồng phấn cột giày trắng có đơn.
hết màu trắng, còn màu nu với màu đen nha. Còn màu nu với màu đen, ai lấy màu nào chốt. Còn màu nu với màu đen cột lại nè, màu nu với lại màu đen giùm em nha mọi người. Màu nu với màu đen giùm em, gái mặc màu nu cho đẹp mấy chị. Rồi chị Trần Hiệp là đen cột dày có đơn nè. Đây, đen với nu giùm em 109 nha mọi người ơi. Đây đẹp lắm. Màu đen nè mấy chị ơi, màu này là màu nu giùm em nha. Nam nữ mặc cặp đẹp lắm, mặc quần sọt cũng đẹp nha. Chị nào lấy đôi giày chốt liền giùm em qua mã. Rồi mặc cười xanh lạ nè mấy chị ơi. Nam nữ mặc được, cái áo này là unisex. Trời ơi, chốt cái set xanh lạ này giùm em liền. Comment liền giùm em là mặc cười xanh. Mặc cười xanh giùm em nha, nguyên một set như vậy cho em luôn. Mặc cười xanh sale 135. Mặc cười xanh sale 135, chị nào lấy chốt. Mặc cười xanh sale 135, chị nào lấy chốt nha. Mặc cười xanh giùm em. Mặc cười hồng còn được 2 bộ. Áo nu đôi giày cho Bích Nguyễn có đơn. Mặc cười xanh cho Ngô Kỳ Phương dồn đơn. Mặc cười xanh nè. Áo nu nè. Áo nu nè, 109k đẹp lắm. Rồi màu hồng với màu xanh giùm em. Màu xanh là màu xanh lạ nha mọi người ơi. Xanh này là xanh Quảng Châu nha. Xanh Quảng Châu giùm em nha mấy chị ơi. Đẹp lắm. 135 mặt cười xanh giùm em. Mặt cười hồng em còn được 2 bộ là sạch hàng nha. Mặt cười hồng còn 2 bộ là sạch hàng. Rồi qua mã. Rồi, quýnh chết. Rồi cái set gấu Moschino này đẹp nha mọi người. Rồi chốt đơn liền giùm em set này nha. Rồi comment liền giùm em set này xem cho mấy chị 155. Gấu cam to khoác theo đỏ thôi nha. Ê vậy chị hai chị đưa em lại cái gấu cam màu cam đất đi. Màu cam gạch đó. Của Kim Ngân Lâm Kim á. Bỏ ra đi. Rồi set gấu xám giùm em. Set gấu xám giùm em nha mấy chị đẹp ơi. Đây. Set gấu xám dài giùm em sale cho mấy chị luôn 155.000. 155 set gấu xám dài giùm em nha. Đây chị nào lấy chốt. Nè phối con gấu màu xám giùm em luôn. Chị nào lấy chốt nha. Áo cột dày màu nu màu đen cho Hồng Cúc hai cái. Đây, màu nu màu đen. Hồi nãy em đọc áo cột trắng cho ai đó em đâu có nhớ đâu, mấy chị đừng hỏi lại em đâu có nhớ. Rồi chị nào lấy cái set xám này chốt liền giùm em đi mấy chị ơi. Set gấu xám kèm địa chỉ số điện thoại giùm em. Rồi qua mã nha. Bộ sọc quần dài em còn nè. Sọc quần dài em sale 155. Sọc quần dài sale 155 còn được 1 bộ, 2 bộ. Comment liền giùm em là thỏ hồng nha mấy chị ơi. Thỏ hồng kèm địa chỉ số điện thoại giùm em. Ở đằng trước nha, đằng sau nè, đi đơn dồn đơn hồi tối em ơi. Rồi chị nào lấy chốt liền giùm em. Comment liền giùm em là thỏ hồng nha. Trời ơi con quỷ này nó nguy hiểm có bán không chị, tức ghê. Tức ói máu. Rồi chị nào lấy chốt liền. Chị nào lấy chốt liền giùm em nha. Thỏ hồng, gấu vàng còn 2 bộ sọc này nữa hết. Thỏ hồng với lại gấu vàng nha mấy chị ơi. Sale cho mấy chị là 155.000. Gấu vàng nè, đằng sau nè. Đằng trước nè. Rồi ai lấy chốt liền giùm em. Sọc vàng nè là gấu vàng nha. Còn cái này là thỏ hồng nha. Đây 155.000 nha mọi người ơi. Đằng sau nè. Đằng trước nguyên con thỏ bự luôn nha mọi người. 155.000 giùm em. Sọc hồng với lại sọc vàng giùm em đi mọi người ơi. Sọc hồng với sọc vàng. Chị nào lấy sọc nào chốt. Sọc hồng, sọc vàng. Ni cam em còn được 2 bộ, có ai mua không?
Rồi mặt cười vàng còn được 2 bộ. Ship cao lãnh là 30-35 ngàn. Rồi mặt cười trắng giùm em đi mấy chị ơi. Mặt cười trắng giùm em, sale cho mấy chị luôn 135. Mặt cười trắng trắng nha. Mặt cười trắng 135, chị nào lấy chốt. Mặt cười trắng 135, chị nào lấy chốt liền giùm em. Em có được 2 set mặt cười trắng nha. Chị nào lấy mặt cười trắng chốt mặt cười trắng giùm em. Mặt cười trắng kèm địa chỉ số điện thoại giùm em. Mặt cười trắng kèm địa chỉ số điện thoại giùm em. Mặt cười trắng nha mấy chị ơi. Mặt cười trắng giùm em đi mọi người. Mọi người yêu. Rồi chuẩn bị sale set 129, còn mấy set sale luôn. Rồi comment liền giùm em hổ đen. Hổ đen, anh Tùng lấy cái này mặc cho anh Tùng đẹp rồi. Rồi, thỏ xanh hết. Rồi comment liền giùm em nha, hổ đen giùm em 135. Hổ đen 135 kèm địa chỉ số điện thoại giùm em. Năm nay là năm con cọp nha mấy chị ơi. Đây nè. Em còn cọp đen với lại cọp đỏ giùm em nha mọi người. 155.000. 135.000 giùm em. Cọp đen với lại cọp đỏ giùm em, chị nào lấy chốt. Đây nè đẹp lắm mấy chị. Cọp đen với cọp đỏ giùm em, chị nào lấy cọp chốt cọp giùm em nha. Chị nào lấy cọp chốt cọp giùm em. Rồi em lên cho mấy chị set jean nè. Set jean đâu? Đây. Set jean này em còn được 3 set nha. Sale luôn cho mấy chị 155k. Set jean 155.000, em còn set mặt cười jean nha. Rồi chị nào lấy chốt liền giùm em. Mặt cười jean 155 giùm em. Mặt cười jean 155.000 giùm em nha. Em bao giá toàn Facebook cho mấy chị luôn. Thỏ xanh là em hết sạch luôn rồi đó. Rồi ai lấy chốt liền giùm em mặt cười nha mọi người ơi. Mặt cười kèm địa chỉ số điện thoại giùm em nha. Xếp mặt cười jean giùm em còn đúng 5 cái. 5 cái duy nhất luôn nha mấy chị ơi. Đây đẹp lắm. Cái áo jean này mấy chị mua shop thôi cũng 200-300 ngàn rồi. Em bán có 155 ngàn nguyên xếp. Về mặt xếp ngố jean giùm em, bao hot, đang hot nhất thị trường. Đây. Chị nào lấy chốt liền giùm em mặt cười đi mọi người ơi. Mặt cười jean. Mua nó mấy máu mua tắt like à. Tối lại tiếp. Rồi qua cho mấy chị áo khoác màu màu đỏ đô nè. Màu đỏ đô nè mấy chị ơi. Màu đỏ đô sale cho mấy chị 130 nha. Đỏ đô sale 130. Bị gì à? Xui. Đỏ đô 130 giùm em, chị nào lấy chốt nè. Đỏ đô trơn vải cực kỳ dày luôn. Ai lấy áo khoác chốt khoác đỏ đô giùm em nha. Hổ đen cho Thúy Quyên có đơn nè. Rồi ai lấy hổ, ai lấy cái này chốt liền giùm em. Comment liền giùm em là đỏ đô nha mấy chị ơi. Đỏ đô 130. Có ship Tây Ninh ở đâu em cũng ship đó mấy chị ơi. Rồi cái này là màu rêu nè. Áo khoác thêu màu rêu nha. Ai lấy màu rêu chốt màu rêu giùm em. Khoác thêu màu rêu em sale cho mấy chị là 135.000. Áo khoác đỏ đô này là bao dày bao đẹp luôn á. Mấy chị mua ở đâu được cái áo khoác dày gì 130.000. Còn hơn chợ nữa. Rẻ còn hơn chợ nữa nha mọi người. Rồi dép ngày mai ngày mốt chị về hàng em like cho mấy chế ơi. Xếp cô gái nè mấy chị còn xem không, em bán xếp dài này cho đẹp lắm nè. Cô gái mập. Cô gái mặt bự giùm em nha, sale cho mấy chị luôn 155. Dài mới màu đen có luôn nè chị ơi. Cái quần nè, cái quần cô gái nè mấy chị thấy không? Cái quần có cô gái nè. Rồi comment liền giùm em set cô gái sale cho mấy chị 155. Set dài đen nha. Gì vậy? Rồi cô gái 155 giùm em. Cô gái đen 155.000 giùm em, chị nào lấy chốt. Xếp cô gái 155. Chị nào lấy cô gái chốt cô gái. Ai lấy cô gái chốt cô gái giùm em. Cô gái này em bao hàng cho mấy chị luôn, mẫu này hot lắm luôn nha mọi người.
mẫu này hot lắm luôn á. Chị nào lấy chốt liền giùm em, cô gái. Cô gái màu đen nha. Đẹp lắm mấy chị ơi, 155. Mai mai có một cô gái đen nè. Rồi ai lấy cô gái đen chốt cô gái đen nha. Cô gái đen còn 2 3 set nữa là hết đó mấy chị ơi. 155.000, giờ mấy chị đi đâu mua được một set đồ ở chỗ em, chỉ có chỗ em mới bán thôi. Rồi chốt liền giùm em nè, thỏ đen. Thỏ đen giùm em nha. Thỏ đen giùm em, đây đẹp không? Thỏ đen giùm em 155k. Thỏ đen 155. Thỏ đen 155.000, chị nào lấy chốt. Thỏ đen 155, có này màu hồng nữa nè. Thỏ đen 155. Phi size dưới 65kg mặc vừa chị ơi. Thỏ đen 155. Khoác thì 70kg mặc cũng vừa nữa. Gấu hồng 155. Gấu hồng 155. Gấu hồng cái quần vải cực kỳ đẹp luôn. Cô gái cho Nguyễn Ngọc 155 có đơn. Rồi cái này comment liền giùm em nha. Gấu hồng 155, gấu hồng Moschino 155. Gấu hồng Moschino 155k. 155.000 nha mọi người ơi. Cô gái còn được 2 bộ nữa là sạch đó, chị nào lấy chốt. Rồi cái này comment liền giùm em nha, xanh. Màu xanh này đẹp rồi nha, có 5 bộ, có 2 bộ rồi đó, đây. Comment liền giùm em bộ ngố xanh 135 luôn. Bộ ngố xanh 135 giùm em nha. Ngố xanh 135 kèm địa chỉ số điện thoại giùm em. Ngố mặt cười xanh 135. Ngố mặt cười hồng 135 luôn. Ngố mặt cười trắng quần vàng 135 luôn, đây. Chốt liền giùm em mặt cười đi mọi người ơi. Mặt cười 135. Không xem nữa tôi tắt like nha, tối tôi like tiếp nha, bây giờ không ai mua nữa rồi. Ế quá mấy chị ơi. Thỏ đen 155.000 cho hồng phấn có đơn. Ơi cái set quần sọc 7 màu đâu rồi chị? Quần sọc màu này màu kia đó. Sọc màu này. Đâu? Bộ đâu ta? Này à. Rồi bộ này comment liền giùm em. Comment liền giùm em, bộ này là bộ báo hồng teal 135. Báo hồng đen 135. Báo hồng đen 135 kèm địa chỉ số điện thoại giùm em. 135 báo hồng đen. Ủa chứ mấy bộ ở đâu không có hả? Cái gì mà không giao? Báo hồng đen cho Mai Mai. Cái gì mà quần sọc sọc á, có mấy bộ á. Báo hồng đen cho Mai Mai rồi nha. Ủa sao gì kỳ vậy? Chút hỏi ông Thành ra. Rồi xếp dịch nâu này là 155 giùm em để bộ em mặc. Ơ lộn, dịch nâu này là 139 giùm em, chị nào lấy chốt. Dịch nâu 139. Xếp này em nhập hơi cao nha mấy chị em ơi. Ai mua muốn mua thôi, cái xếp này dở dày đẹp lắm. Đây. Dịch nâu 139 giùm em. Dịch nâu 139 em có 3 xếp là hết. 3 xếp duy nhất thôi nha mọi người ơi. Dịch giùm em nha, 3 xếp mà nó dày làm như 10 xếp vậy đó mọi người. Rồi comment liền giùm em nha. Comment liền giùm em là vịt vàng giùm em nha. Vịt giùm em còn được 3 set màu này thôi đây nè. Cái quần màu nâu mà in hình vịt lên dễ thương không mọi người. Rồi comment liền giùm em là vịt nha mọi người ơi. Vịt nâu kèm địa chỉ số điện thoại giùm em. Vịt nâu kèm địa chỉ số điện thoại giùm em 139.000. Mắc hơn có 4.000 à mấy chị, nhưng mà mấy chị nhận về thử coi coi nó đẹp không, không đẹp trả lại cho em. Rồi dịch nâu giùm em 139 nè. Sale đã lỗ rồi đó. Dịch nâu cho Lê My có đơn 139. Có quần dài nhiều lắm để em lên. Rồi cái này em để bộ em mặc. Bán mốt Tết đi mua mắt lắm.
Gì? Không, rảnh quá mặc màu xanh. Thì ai thích bắt em mặc màu chị ai thích không à. Rồi bộ này là màu hồng giùm em. Hai lấy hồng chốt hồng giùm em nha. Comment liền giùm em nè. Mặt cười hồng còn một bộ 165.000 sale 155k. Rồi chị nào lấy chốt liền giùm em nha. Mặt cười hồng. Cái áo, cái quần là quần thêu nha mọi người. Quần thêu cực kỳ đẹp nha. Đây. Rồi mặt cười hồng còn một bộ. Chị nào lấy mặt cười hồng chốt liền giùm em mặt cười hồng. Mặt cười hồng giùm em. Mặt cười hồng kèm địa chỉ số điện thoại giùm em. Mặt cười hồng. Bộ chuột này sale cho mấy chị luôn nè. Bộ chuột đùi mà. Chuột đùi em sale cho mấy chị luôn 130.000. Chuột đùi 130.000 nha. Chị nào lấy chốt có bộ à. Chuột đùi 130. Chuột đùi 130. Chị hai để mặt đi. Chuột đùi 130 giùm em. Chị nào lấy chốt. Chuột đùi 130. Đẹp lắm mấy chị ơi. Chuột đùi 130 còn có bộ rồi nha. Chuột đùi 130. Chị nào lấy chuột cho. Ê, cái áo trắng còn bộ nè. Còn cái nè. Đôi giày trắng em còn một cái nha. Chị nào lấy chốt liền giùm em. Màu đen, màu nu, màu trắng còn một cái. Chuột đùi cho hồng phấn hết. Áo riêng nãy chốt cho chị màu đen rồi mà chị. Đây. Màu nu, màu đen, màu trắng. Sale cho mấy chị là chỉ có là 109k thôi. Đây 109 nha. Đôi giày 3D giùm em đẹp lắm. Áo này unisex nam nữ mặc được giùm em. Nữ mặc màu nu, nam mặc màu đen hoặc màu trắng là xuất sắc. Rồi chị nào lấy chốt nha. Áo đôi giày giùm em. Rồi chị nào lấy chốt nha mọi người ơi. Set em mặc còn được 2-3 set. Chị nào lấy không? Set em mặc còn được 2-3 set. Chị nào lấy chốt liền giùm em. Mặt cười hồng cho chị Trang KK. Cho địa chỉ số điện thoại nè. Mặt cười hồng cho chị Trang KK. Mặt cười hồng thôi chị. Mặt cười hồng dài đúng không chị ơi? Chị Trang ơi, mặt cười hồng dài đúng không chị? Mặt cười hồng dài đúng không chị Trang ơi? Rồi bộ này nè, sale cho mấy chị 135. Comment liền giùm em là cô gái đen. Mặt cười hồng, mặt cười nào để cho em? Giày nu cho Lạc Niềm Tin rồi qua lấy hàng giùm em đi. Trang ca ca bộ đó đó. Thanh Vy lấy mặt cười nào. Rồi chị nào lấy bộ này chốt liền giùm em. Bộ cô gái. Mặt cười hồng hết rồi. Em để mặt rồi má. Không bán nữa. Rồi chị nào lấy bộ này chốt liền giùm em nha. Cô gái nè. Sale cho mấy chị 135, 135. 135. Chị Trang KK cho em thêm cái số địa chỉ đi chị ơi. Đây. Comment liền giùm em cô gái 135 nha mấy chị ơi. Cô gái 135. Cô gái 135. À xếp chị mặt chị để rồi. Bộ xanh mặt cười là ngố đúng rồi. Bộ xanh mặt cười này là ngố nè. Rồi áo thể thao Adidas xanh dương giùm em. Đẹp lắm. Nè mấy chị ơi, ngay tay là theo cái chữ Adidas luôn nha. Rồi áo khoác này 100 áo khoác này 135.000 giùm em nha, màu xanh dương nha mọi người. Màu xanh dương giùm em nha, 4 túi nha mấy chị ơi. Chạy viền nón cho mấy chị luôn nè, đẹp lắm luôn nha. Comment liền giùm em là áo khoác theo màu xanh nha. Adidas giùm em luôn. Adidas 135 giùm em. Adidas 135 giày đẹp lắm nha. Cái này bao nhiêu ký mặc cũng vừa hết nha mấy chị ơi. Chị nào lấy chốt Adidas giùm em. Bộ nào chị ơi? Adidas giùm em. Mặc cười dài em hết rồi. Mặc cười dài em hết nha.
mặt cười dài em hết. Xếp dài em còn nhiều xếp đẹp lắm rồi, mấy chị có chịu mua đâu. Đây em lên xếp Quảng Châu này mà không mua nữa thôi luôn á. Bộ màu cam còn bộ ni được không em? Rồi comment liền giùm em là xếp gấu, xếp gấu quần dài giùm em, xếp gấu cam giùm em nha mọi người ơi. Xếp gấu cam giùm em nha, chị nào lấy chốt nè. Xếp gấu cam giùm em, chị nào lấy chốt liền giùm em nha. Xếp gấu cam giùm em nè. Xếp gấu cam 155. Xếp gấu cam 155 giùm em. Gấu cam 155. Gấu cam 155 giùm em. Gấu cam 155. Áo khoác Adidas, chị nào lấy chốt 135.000. Áo khoác Adidas xanh dương nha. Gấu cam cho Ngô Kỳ Phương 155 nè. Anh đưa em cái gấu gấu hình nữa coi. Rồi ai lấy gấu cam chốt gấu cam giùm em nha. Rồi set gấu thêu này, gấu hồng này sale cho mấy chị luôn nè. 155.000. Có màu màu vàng, màu hồng, màu đen. Màu đen nè mấy chị ơi, màu đen nè. Quần nè mấy chị. Comment liền giùm em là gấu hồng nha. Gấu hồng màu đen. Đây nè. Gấu hồng màu đen giùm em nha mọi người. Gấu vàng. Gấu hồng màu vàng giùm em. Gấu hồng màu cam giùm em. Màu cam cà lốt nha. Cà lốt đó mọi người ơi. Chị nào lấy chốt. Trời ơi, cái set gấu nâu này sale cho mấy chị có 135 mà. Bộ đang mặc của em là 135.000 nha. Bộ đang mặc của em là 135, chị nào lấy chốt. Set gấu cam cho Phương Ngân có đơn, set gấu này đẹp lắm. Set gấu này đẹp lắm mấy chị ơi, đẹp như vậy mà em bán cho mấy chị có 155.000 nè. Nè, màu đen nè mấy chị, màu cam nó cũng y chang vậy thôi, đây. Cổ tim giùm em nha, vải cực kỳ dày đẹp nha. Bao cho mấy chị nhận bộ này về mà không đẹp trả cho em. Rồi comment liền giùm em. Gấu màu đen, gấu màu cam với lại gấu màu vàng. Gấu cam với lại gấu vàng, chị nào lấy chốt, mỗi cái còn một bộ là hết. Mỗi cái còn một bộ là hết nha mấy chị đẹp ơi. Rồi chị nào lấy chốt đi. Em không có dồn dép đâu chị ơi, dép chưa về mà. Khi nào về mới like được chị ơi. Đây nè gấu nè chị ơi, quần dài giùm em. Bộ em mặc tất cả đồ em bán là đồ ngố này á, là phi size dưới 65kg là mặc vừa. Màu đen, màu đen, màu cam với lại màu hồng giùm em bộ gấu này nha. Em nói với mấy chị bộ này đẹp lắm, nhận về không đẹp trả cho em, mệt quá. Gấu cam cho Thùy Ngân có đơn. Đây đưa cho coi cái này. Gấu vàng luôn cho Phương Ngân nè. Đẹp lắm, còn một bộ đen nữa hết. Có quần ngố mẫu này không có. Thấy Phương Ngân nha. Nè màu cam nè mấy chị, màu cam đẹp không? Mà hết rồi nha. Đây. Màu cam nè, xuất sắc không? Em nói rồi, màu mấy màu này đẹp lắm. Rồi còn đen là hết nha. Còn hai bộ đen là hết. Chừng nào em về giúp em mới like được, người ta chưa gửi cho em sao mà em like được mấy chị. Chiều tắm với nói với Mung luôn, mai đi chơi. Đây nè. Đôi giày em có màu đen, màu nu, màu trắng. Lấy bộ đen mặc cho Trang KK có đơn 135. Này là gì vậy? Rồi gấu này sale 129. Set jean này còn nè. Đâu rồi? Jean đâu rồi? Set jean nè. Rồi set jean. Set
Set jean 155.000, em nói với mấy chị là em còn có 2 set thôi. Chị nào lấy chốt liền giùm em đi mọi người ơi. Với lại quần ngố đen nè, bao dày bao đẹp luôn. Set jean này là free size dưới 65kg mặc dừa. Form là form đồ ngố giùm em, đẹp lắm mấy chị ơi. Nè mặc cười giùm em nha. Set jean này còn có 2 set rồi, chị nào mua muốn mua thôi, mệt quá. Em giày đen cho Lạc niềm tin nè, qua lấy hàng đi chị ơi. Giày đen chốt rồi cho Lạc niềm tin chưa? Đây. Rồi, set gấu em còn màu cam một bộ, màu vàng một bộ nha. Comment liền giùm em là gấu hồng cổ tim nha mọi người. Gấu hồng cổ tim giùm em. Gấu hồng cổ tim. Rồi, set này em sale cho mấy chị nè. Lấy. Rồi, set gấu này sale cho mấy chị 130 nè. 130. Set gấu này hàng Quảng Châu, sale 130 thôi, để tối sale luôn đi. Bây giờ lên cho ơi. Đây. Gấu đen 130. Set gấu đen nha. Set gấu đen giùm em 130.000. Gấu đen 130.000, ai lấy chốt. Gấu đen 130, chị ai kiếm gì? Gấu đen 130 giùm em. Gấu đen 130 giùm em nha. Rồi còn mấy bộ em sale đó, chị nào lấy chốt nha. Gấu đen 130 kèm địa chỉ số điện thoại. Phương Ngân một set jean có đơn. Phương Ngân cho địa chỉ số điện thoại rồi nè. Có địa chỉ số điện thoại rồi. Gấu đen này sale 130. Anh Tùng đưa cho em hai bộ cô gái 3D coi. Này bán nhiêu quên rồi chị ai? 139 đúng không? Bộ gấu đen 130 có đơn cho chị Trang KK nè. Ship luôn chị cho em địa chỉ đi. Em không nhận giữ đơn ai đâu. Bây giờ Tết mất đơn đó mọi người. Em like từ hôm qua tới giờ mấy trăm đơn rồi đó. Rồi ai lấy cái này chốt liền giùm em nha. Bộ ngố phi size 65kg mặc dừa. Comment liền giùm em, bộ này là bộ cô gái nha mấy chị ơi. Hàng này mấy chị vô cái shop mà 1988 á. 1998 là cái shop này nè. Nó bán một cái áo thôi là 200-300 ngàn á. Em bán nguyên set cái hình in còn đẹp hơn nữa. Bán cho mấy chị 139 ngàn. 139 comment liền giùm em là set cô gái nha. Cô gái đỏ 139 giùm em, còn được 2 bộ. Em còn được 2 bộ cô gái nha. Cái hình này bao đẹp. Cái hình này bao đẹp, đang hot trend mấy cái hình này nè mấy chị ơi, đây nè. Chị nào lấy chốt liền giùm em cô gái nha mọi người ơi. Cô gái 139 ngàn. Cô gái 139 còn 2 bộ. Gấu có chị nào lấy không? Gấu có chị nào lấy nữa không? Cô gái đỏ cho Bích Ngọc có đơn. Rồi ai lấy cô gái chốt cô gái giùm em nha. Cô gái giùm em. Con hổ còn được 2-3 con hổ nè. Set mặt đang sale 135 còn. Set mặt đang sale 135. Set mặt 135 nha mọi người. Ai lấy chốt liền set mặt 135. Rồi em tắt like nha, tối em like tiếp. Tối em like tiếp, 9 giờ em like nha mọi người ơi. 9 giờ tối nay em like, bye bye mọi người.